cho gọi chú lên. Đúng rồi. Gọi chú lên làm việc, nhưng bây giờ lại bảo là hôm nay ngày nghỉ gì thì đó ngày nghỉ không làm việc, thì là chú nghỉ. Về có thế thôi. Hôm nay ngày nghỉ, đúng là ngày nghỉ thật. Thế nhưng mà cháu hẹn chú hôm nay lên, đúng là chú lên. Chú lên, từ nãy giờ cháu đang làm việc với chú. Cháu bảo em không làm việc với anh, em làm việc với chủ sử dụng nhá. Bao giờ anh có giấy ủy quyền của chủ sử dụng thì anh xuống đây làm việc với em. Còn bây giờ anh không làm việc với anh hiểu chưa? Để em nói, gia đình là được đề nghị cấp đổi cái thửa đất này. Nhưng ngày xưa là cái cạnh thửa là vẫn uy nguyên như này, nhưng mà bây giờ đo thì nó lại tăng 2,6 m, vẫn như xì này. Thế thì cái văn bản của xã thì do em Sâm phụ trách. Ví dụ như văn bản thẩm tra, văn bản công khai thì nguyên nhân tăng do tính toán nhân chia các cạnh thửa này, nó nhân chia sai. Thế thì cái các mốc giới và những điểm là vẫn giữ nguyên, cạnh thửa vẫn giữ nguyên. Thế thì đến ngày hẹn là đến ngày 23 nhỉ, là lấy đúng không? Thế thì lấy thì gia đình cũng đến lấy, nhưng chưa được thì Sâm cũng chưa làm. Sâm địa chính xã Lương Phong cũng chưa làm, thì Sâm có nhờ đến gia đình đi xin chữ ký của trưởng thôn cho. Thế thì xin chữ ký trưởng thôn cho thì anh trưởng thôn thì bảo anh này là phải có xã về, địa chính về thì mới có đủ thành phần thì mới làm anh ạ. Đấy thì nhưng mà hôm qua nhỉ, anh lại sang đây tiếp thì Sâm lại bảo là em ký rồi thì anh lại về xin đi rồi ông trưởng thôn ông vẫn bảo là phải có xã về thì ông mới ký. Cái quan điểm của trưởng thôn là thế. Thế thì hôm nay thì đến thì cũng báo cáo anh rằng là cái văn bản đấy là nó có chủ trì là phó chủ tịch và địa chính và trưởng thôn và người dự là trưởng thôn và là người chủ sử dụng đất. Thế thì bây giờ người dân mà không phải văn bản của người dân mà không phải cái văn bản của người dân mà đi làm thì chắc chắn người ta không nghe. Thế thì anh hôm nay cũng lên và báo cáo anh là để anh chỉ đạo là làm sao là đây là thủ tục hành chính thôi, người ta cấp đổi thôi. Đấy thì người ta chả có cái gì là lấn chiếm hay là chả có cái gì cả, nên là đề nghị là anh là chủ tịch ủy ban xã Đồng Phong là cũng chỉ đạo chỗ cô Sâm lên trên phòng anh cô Sâm lên đây. Chứ không thể để một người anh kéo dài mà có công dân gần gặp đấy nhé, nhũng nhiễu nhân dân như thế này được. Có gì đâu, bây giờ cái tôi mang cả văn bản của dân dân làm. Không biết là cái đấy của anh họp quân dân chính dưới gì. Mà có gì đâu, thẩm tra một cái văn bản chúng ta nguyên nhân tại sao là tăng 2,6 m. Vâng. Cái này quốc lộ 37. Vâng. 37. Bác không bê khẩu không nhập ở đấy gì? Chưa nhập vậy. Không cần thiết. Không nhập thì không việc được. Đất quốc lộ bây giờ đất thành phố thị xã nhân dân người ta tây tàng người ta đến ở hết. Mũi lõa ở được, em ra ở được. Tức là các thủ tục là bây giờ làm cái gì? Bây giờ bác thôn nó không ký thôi, con chả thế nào. Thế trưởng thôn không ký thì vì sao nó không ký, nhưng mà anh không biết mà anh Dương xem. Em thì anh Dương rồi. Nhưng sao bảo người ta đi lên trên đấy người ta lấy chữ ký làm gì? Bình thường ra tất cả các thủ tục hành chính, kể cả cấp đổi cái toàn bộ công dân là đi xin chữ ký, bởi vì là có những trường hợp là ví dụ như thiếu thuế, thiếu thuốc các thứ là về đấy thôi. Theo quy định thì ai phải đi làm thủ tục này? Cái này thì tất cả ba, cả em, cả công dân và cả thôn. Phải ba người đến mới được, nhưng mà chứ em đồng bình ông này đến làm sao được? Đến người ta ký. Xin xác nhận cái gì? Có nghĩa là thủ tục cấp đổi. Anh hiểu chưa? Thì nhưng mà anh Dương trưởng thôn ấy, cái gì đúng mình phải là đúng. Đấy, cái gì không đúng bây giờ đây nha, có cô này là địa chính của xã thì tôi sẽ hỏi là ủy ban xã, trách nhiệm ủy ban xã phải làm cái gì? Và ngoài cái trách nhiệm của ủy ban xã nhưng nó có liên quan đến các văn bản của thôn để cái thằng trưởng thôn nó ký. Thằng trưởng thôn là dân nó bầu. Nó có trẻ tắc mẹ thì chẳng nó thích thì nó làm, nó không thích thì nó nghỉ. Phải nói anh em mình phải nói nhau thế. Bây giờ nó không phải cô này, nếu cô này mà làm không đúng ấy, thì hôm nay bác đến đây tôi có thể cho cô này nghỉ luôn chứ không phải không. Thế nhưng mà đối với cái văn bản của thôn, nếu mà bác mà không hài hòa được mà nó không ký cho thì là cũng phải rách việc luôn, không phải đơn giản. Thế nhưng mà người ta đã có ý kiến như thế thì thôi, để xã là dù sao cũng là thủ tục hành chính, hai là bác không phải là người ở đây đấy, về mặt nhà nước thì chúng tôi sẽ đứng làm trọng tài. Còn cái việc mà làm theo thủ hành chính này là làm theo luật đất đai và làm theo nhà nước, không ai chống được. Nếu ông trưởng thôn không làm thì ông cứ ký chữ là vì tôi thủ tục làm, ký chữ đây là tôi không ký.
thì lúc đấy cô đấy không thiếu gì người làm. Nói thật anh, không kín nó lại không không sợ gì à? Vừa rồi em làm cái đất ở làng núi thằng Toán trưởng thôn, nhưng mà hôm qua là điện cho anh Tuấn là giám đốc văn phòng đăng ký đất đai của Hiệp Hòa, em nói rồi cả tỉnh em làm hết. Rồi. Thế nhưng mà anh Tuấn anh cũng nói rất chi là điểm đạo. Đúng rồi. Còn riêng em là cái gì thật là em phải có bằng một thật, và cái gì đúng em phải đúng. Đúng rồi. Mà cái gì phải làm theo pháp luật là phải làm theo pháp luật, không đúng. Cái này không tình được nhá. Đúng. Cái này là làm phải làm theo pháp luật. Không tình được nể mà tôi cho ông mấy mét đất không có. Đúng rồi. Phải làm theo luật, nên là em Sâm là phải trực tiếp về. Bởi vì đấy, văn bản của để em nói. Văn bản của em Sâm là phó chủ tịch và địa chính và trưởng thôn và chủ dụng đất, như mà ông phó Sâm phải tham mưu ông phó chủ tịch là về đấy cùng ông trưởng thôn cần thiết ra thực địa. Bây giờ để ký kết. Đấy cho Sâm nói. Còn cái việc ký này là không phải vì cái cá nhân anh ạ. Không phải vì cái nọ kia mà tôi không ký. Cái này là em phải trách nhiệm em vào bảo người ta ký. Mà bà Bích không phải cần vào, bà Bích vào hôm khác. Em chưa biết cái nút thắt nó là cái gì. Không phải vì cái này anh chủ tịch ạ. Không phải vì là tôi tức ông mà ông không có đóng góp này mà tôi không làm đất cho ông mà nhà nước theo luật đất đai, tôi không làm theo luật đất đai là không có. Như cái mà ở đâu phải ông đấy. Ký hôm nay vào. Anh Dương bảo là cháu đã nói với chú rồi, bây giờ phải có ba mặt một lời và về cô Sâm phải về đây cháu đấy. Cháu ký còn nhất quả tổng ký là nguyên nhân ở chỗ này. Còn nếu như mà bảo kể cả chủ tịch cháu không ký đấy, nó mà theo cái văn bản đấy là em phải về theo văn bản đấy. Nó là như thế này, nó thật với chú Mai là đúng là từ trước đến giờ các biên bản làm việc gần như thôn không yêu cầu cán bộ địa chính phải về. Đấy là tình cảm. Đấy là tình cảm. Là như tình cảm thế. Cho nên là nó chỉ có mỗi chốt là như thế thôi. Thì em sẽ xử lý. Thì ra là bác này nhé. Bình thường chủ tịch xã sẽ tiếp dân vào thứ năm hàng tuần. Thế để em xuống. Và hôm nay bác này thì thấy bác với anh là rất gì bức xúc việc này. Thì em ngồi lại để tiếp bác với anh. Bình thường thôi em ạ. Thế nào? Bây giờ bác xuống bác làm thủ tục tại bộ phận một cửa, nếu như mà sau ngày nay ngày mai bác không hài lòng, bác viết một cái đơn thư đây tố cáo cán bộ của ủy ban xã thì sẽ giải quyết cho bác nha. Thế còn hai hướng đấy thì tìm ra nguyên nhân nó là như thế, anh này cũng có lý của anh ấy, cái việc trách nhiệm xã làm cứ làm, thế còn ông kia ký hay không ký cái việc của ông ấy đấy. Cái mặt thì nhiều khi nó bảo nó đi nó trốn nó không ký hay như thế nào đấy, cái việc đấy ai thì chủ tịch xử lý, thì đấy là cái việc đấy là nay mai mang lên hồ sơ thứ nay mai tính sau nha. Nhưng mà tốt nhất là tình cảm tốt nhất, nhưng mà tình cảm là tốt nhất là tình cảm tốt nhất. Nhưng mà hôm qua là anh đến xin anh Dương anh có bảo là đóng góp gì không, có đoán đóng góp nhưng nay Sâm bảo không qua, tức là ví dụ vì gia đình có nhắc nhở luôn. Bây giờ phải nói với bác là như thế này, cái làng trước là một trong những làng nổi tiếng của huyện Đại Hòa này, bây giờ bác anh nắm được nó không đơn giản ở cái làng trước đấy. Hai là chỗ anh Dương này anh cũng là mới làm trưởng thôn, nhưng mà anh Dương này là một cái hòm dòng họ thống trị của cái làng này luôn đấy, anh Dương ấy. Và anh ấy thì thực ra thì anh ấy cũng có cái tính tự cao của anh ấy, thế nên là nhưng mà mình thôi, mình cần thì người ta một lúc thôi, mình nhịn một tí được chả vấn đề gì. Hai là mình bác cũng rồi trong đấy hay luôn thế, bác và bác nói chuyện như thế với anh ấy đàng hoàng cái thứ rồi xong rồi để cho người ta ký cho nó xong. Thế còn bác làm việc nhà nước với anh là ở Tân Yên hay ở em Tân Yên? Anh Tân Yên thì em là cậu của thằng Dương Đức Thảo. Thảo nên anh không gọi là Dương, em cũng quê gốc ở Nhã Lam, tức là Dương chủ tịch phó chủ tịch Dương. Dương Đức Thảo phó chủ tịch ban trước em cũng là người đấy. Cái thằng Tuấn ở trên văn phòng đăng ký đất đai nó như thằng em trai thôi. Bác cần cái gì ạ? Chờ xong rồi chú đưa cái hồ sơ ban đầu chú đây cho chú đưa rồi. Hồ sơ của chú đây cháu để cho làm. Xin cái đánh dấu này xin đâu? Dấu phải thứ hai đó. Thứ hai con. Vâng. Hôm nay thứ bảy ngày nghỉ. Ừ. Đâu cái bản ông nọ đâu? Cái bản nó chỉ cần một bản thôi để công khai. Cái bản rồi cái bản sai số đồ đạc ấy. Cần một bản thôi. Còn trước không nộp nó cho em một photo ở đây. Nộp bản photo nhưng hôm nay phải có bản gốc. Bản gốc mang bản gốc ra. Đây bản gốc đâu, cái số 26 ở đây, đây bản gốc đây. Đây bản gốc đây rồi. Đây còn cái bản này bản đấy, thôi được rồi. Đây bản gốc đấy. Đây còn
thôi các bạn đấy bạn khác, đây là cái thửa khác nhà anh, xong anh bảo nó làm cấp luôn, cấp đổi luôn cho cái thửa này nữa, cái bìa hồng luôn, cấp đổi trong 20-30 ngày xong cái bìa. Nhân tiện làm luôn bây giờ bởi vì phía trên không giao dịch bằng bìa hồng và bìa đỏ, nhân tiện lấy sau làm luôn, bảo hai vợ chồng xuống làm luôn, gọi cả bà Bích xuống này ký hồ sơ luôn đi. Vâng, cứ bình đi. Nhiều khi không chưa hiểu hoặc cho bức xúc thì cứ phải tìm ban đầu. Giờ bìa bìa đỏ hôm đầu tiên không nọ nộp cho em đây. Không, cái bìa mà chú vừa đưa thôi. Bìa nào nhỉ? À, cái bìa ban đầu đây. Đây bìa này, đối chiếu đây. Anh còn cái này chứ, chụp lại là vẫn ấy.